Hello. Ok, hello mình. Thế vừa nãy là con mới ngồi máy cho nên là mới ngồi bàn máy tính, chưa bật được máy tính đúng không? Con bị nhầm lịch học ạ. À thế à? Ok, không sao. Cô thì cứ ngỡ là máy tính của con bị làm sao hay gì đấy. Ok, thế hôm trước thì chúng ta học về cái gì nhỉ? Để con một tí ạ. Ok. Take your time. Bắt cho nên học về bắt cho nên về cái trên đấy. Ok, thế cô có cho con bất cứ bài tập về nhà nào không? Đấy là gì nhỉ? À, bài tập về nhà cô giao là gì? Cô chưa giao con nè. Chưa giao hả? À đúng rồi, hôm qua là máy của cô bị mạng yếu cho nên là cô cho mình chỉ học được nửa tiếng. Ok, hôm nay chúng ta học tiếp về cái đấy nhá. Ok, bây giờ mình kể bài đi. Ghi cho cô bài mới, ghi thứ ngày tháng bằng tiếng Anh đã nào. Ngày thứ bảy. Ra ngoài ạ. Ok, very good. Ok, hôm qua hôm trước nữa là chúng ta học về chữ này, hôm qua học chúng ta học về số và hỏi về tuổi này. Và hôm qua có một chút là cô muốn giới thiệu về hôm buổi buổi trước nữa là cô có giới thiệu một chút về speaking, về hỏi tuổi và nói đến gia đình con đúng không nhỉ? Giới thiệu về bản thân con. Ok, cô nhớ là như thế. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp đến phần đó là về color. Mình ghi giúp cô. Unit 4. Here. Unit 4. Unit 4. Mình ghi giúp cô chữ colors, màu sắc. Color đúng không nhỉ? Cái chỗ mà về color đấy thì trên màn hình mình nhìn thấy đó là một cái gì đấy? Cái lá cờ ạ. Ok, một cái lá cờ đúng không nhỉ? Một cái lá cờ và trên đây nó giới thiệu những cái màu chính mang trong cái lá cờ đấy. Ví dụ như trong bức tranh này thì mình có nhìn thấy bầu trời này, nhìn thấy lá cờ này, và bên trong lá cờ thì có hai màu chính, đó là màu vàng và màu đỏ đúng không nhỉ? Thì những cái màu này thì mình đã biết hết chưa? Có biết hết rồi đúng không? Ok. Ok, thì cô sẽ chuyển đến một cái khác. Ok. Ok, mình nhìn vào cái câu này, mình đọc tiếng Anh giúp cô nào.
Which colors can you see? Chính xác, ok. Vậy thì những cái màu này thì tất cả những từ tiếng Anh, ví dụ từ này đọc là gì nào? No, black. Yeah, từ này. Blue. Từ này. White. Từ này. Từ này đọc là gì nhỉ? Red. Red. Con nghe thấy cô nói rõ không? Yeah. Từ này đọc là gì nhỉ? Red. Yeah, từ này đọc là gì nhỉ? Red. Ừ, chính xác rồi. Từ này nào? Red. Từ bên cạnh của nó, màu vàng. Yellow. Ok. Như vậy là biết hết màu này rồi. Ok. Tất cả những màu này con đã dịch được hết chưa? Ví dụ như blue, first, red, is, purple. Nào, từ này nghĩa là gì nhỉ? Purple này nghĩa là gì nhỉ? Purple là một tím ạ. Ừ. Thế còn trong tất cả những từ này thì có từ nào là từ mới của con không? Không ạ. Không à? Ok. Thế từ này nghĩa là gì? Gray. Nghĩa là gì? Là màu xám ạ. Ok, vậy là biết xong rồi đúng không? Cô sẽ chuyển sang phần khác. Màu này là mình biết rồi nhỉ? Ok, với vậy cô hỏi nhá. Lá cờ tiếng Anh là gì? Đây là... Flag. 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 Yeah. Khi thế cô hỏi con là nếu cô muốn hỏi con là trong lá cờ có những màu nào thì cô sẽ hỏi bằng câu hỏi gì? Mình có biết hỏi không? Ừ, thế con sẽ hỏi như nào? What is Flat, flat. Right. Yeah. Right. Cô sẽ viết cho mình nha. Right. Lá cờ. Lá cờ. Lá cờ. Yeah. Cô sẽ hỏi cái câu đó là what color is it in flag? Có nghĩa là có những cái màu gì trong cái lá cờ đó, thì mình sẽ hỏi là một câu đó là what color is it in flag? Có màu gì trong cái lá cờ? Ừ. Thì bây giờ con giúp cô ghi cái phần đó là phần này. Phần chúng ta đang đến ở đây đó là read. Sorry. Oh, mày cô hơi đơ một chút. Ok, ghi cho cô nào. Số A lớn, chữ A lớn đó là read and color. Mấy của cô hơi đơm. Ghi bằng bút đỏ nha Minh. Đâu.
biết không lưu nữa. Vô tay rồi à? Bài tính ấy. Đây. A lớn. Read and color. Ok, very good. Ok, vậy thì mình quang Nhật Minh giúp cô ghi số 1. Đó là cái từ này, từ flag này, hai chấm lá cờ ra cho cô. Xong đó ghi cái câu hỏi là what color is it in flag cho cô. Yeah. Ok. Xong rồi ạ. Ừ, nó xong rồi đúng không nhỉ? Ok. Con biết cái câu hỏi đó là what color is it flag chưa? Rồi ạ. Ok, chúng ta đến cái phần này nhá. Phần một vài thức ăn có màu đỏ. Thì ok, cô sẽ hỏi đầu tiên là Minh đọc giúp cô cái dòng tiếng Anh này xem nào. Palette. Palette. Yeah. Palette. In the notebook. Adding. Yeah. We all four things that are just colors. Okay. Yeah. Thế vậy ở đây cô sẽ giúp con dịch nha. Cô nghĩ là cái từ này sẽ là từ mới của con, palette, có nghĩa là bảng màu. Bảng màu. Từ notebooks nghĩa là gì nhỉ? Nó quyển vở. Đúng rồi, quyển vở, chính xác. Mẹ ơi. Thế con từ adding. Adding. Thêm vào. Ok, vậy cô sẽ dịch nhé. Chọn 5 màu từ bảng màu, viết những cái màu đó vào những cái quyển những cái quyển vở và thêm 3 hoặc 4 thứ vào trong cái màu đó. Ví dụ như này nhá. Ví dụ như là chọn 5 màu từ bảng màu. Bây giờ con có là ví dụ 5 màu thì 5 màu bất kỳ. Ok. Con nhìn dưới đây sẽ dễ hơn dàng hơn này. Con nhìn vào bức tranh này. Mình nhìn vào bức tranh này và mình sẽ thấy là có những cái màu gì. Ở đây có dưa hấu này. Chua, lá cờ. Cờ chua, lá cờ đúng không? Thế thì ok. Thế cô sẽ sẽ nói ví dụ. Cô sẽ nói là gì nhỉ? Cà chua là gì trong tiếng Anh nhỉ? Tomato. Thế cô sẽ nói là cà chua thì màu đỏ. Thì con sẽ nói là gì? Con sẽ nói như thế nào? Tomato is red. Ok, tomato is red. Đúng rồi. Thế
lá cờ thì cùng bao gồm màu vàng và màu đỏ. Thì mình sẽ nói như nào? Is red and yellow. Yeah. Thế còn gì nhỉ? Dưa hấu là gì trong tiếng Anh nhỉ? Watermelon. Yeah, watermelon is red. Đúng không nhỉ? Yeah. Đúng rồi. Chúng ta sẽ ghi một vài như vậy nhé. Bây giờ đánh dấu sao cho cô dưới cái phần what color is red đấy. Ghi cho cô là từ red đầu tiên. Sau đó xuống dòng lấy cho cô một cái ví dụ như này. Tomato is red. Yeah. Lấy cho cô một ví dụ như vậy. Ok. Oh, sorry. Ok, con đã nhìn thấy rõ là tomato is red chưa? Dạ. Ok, very good. Tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với những cái màu khác. Blue, đúng nhỉ? Blue, chúng ta có màu blue rồi. Chúng ta, ok, cô sẽ cho con một vài câu hỏi, và ok, trước khi đến với phần này, cô sẽ cho con một cái bài tập như này nhá. Cô sẽ đưa ra một cái vận dụng bất kỳ và con sẽ nói màu tiếng Anh. Ok, chúng ta sẽ có một trò chơi như sau nha. Mình chơi trò chơi nha. Ok, cô sẽ nói nó là ví dụ như cô sẽ giơ trước mặt con một cái bút chì và cô nói là what color is it, thì con sẽ nói cái màu của nó lên thôi, được cái nhỉ? Ok, what color is it? It's yellow. Ok, yeah, very good, correct. Thì cô sẽ nói là màu xám, không, cái áo màu xám thì con sẽ nói như nào? Màu xám là gì nhỉ? Gray, yeah, gray đúng không nhỉ? Chúng ta có món, chúng ta có cái chữ gray đây đúng không nhỉ? Yeah, đúng rồi. Tiếp theo đến, đó là cô sẽ nói quyển sách. Ok, con sẽ giúp cô dịch là quyển sách của tôi màu xanh lá cây. Thì con sẽ nói như nào? My book is green. Ok, my book is green. Chính xác rồi. Ok, chúng ta đến với phần 2 nào. Dạ. Thế trong phòng của con ấy thì cái màu gì là màu chính, màu gì là nhiều nhất? Màu xanh ạ. Màu xanh gì? Hai loại màu xanh đúng không? Thì mình sẽ nói là my room is màu xanh gì nhỉ? Xanh nước biển, xanh lá cây ạ. Xanh nước biển là gì? Xanh nước biển là blue ạ. Blue và xanh lá cây là green. Ok, blue and green, đúng không nhỉ? My bedroom is blue and green, đúng không? Đúng không nhỉ?
Yes, okay. Tiếp theo. Câu B nào. Phần B lớn nào. Phần B lớn. Nhấn Minh giúp Bogey nè. Cái dòng đầu tiên nào. You and Carlos answer the questions. Không sao đâu, không sao đâu. Thành B lớn à? Có viết thành B lớn à? Chính xác, con nói viết B lớn à? Ai vừa 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 gọi con ai vừa gọi Nhật Minh đúng không? À không hả? Ừ. Thế ok. Nào ghi cho cô phần B lớn nhá. B. You and Carlos answer the questions. Xong rồi. Ok, xong rồi đúng không nhỉ? Bây giờ mình giúp cô phát âm cái đề bài nào. Từ đây nào, từ đây cho đến từ me. Answer the question in the color the pencils and under me. Ok, under me, ok. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ là gì? Cái đoạn này thì người ta yêu cầu con là gì nhỉ? Read là gì? Read là đọc ạ. Ờ, đọc và gì? Đọc và trả lời gì? Câu hỏi đấy. Đọc và trả lời câu hỏi trong phần B này. Color the pens under me nghĩa là gì? Màu trên bảng. Cậu tôi. Ok. Nhá, color chúng ta có một động từ đó là tô màu. mình giúp cô ghi chữ color hai chấm tô màu vào đấy. Dưới cái phần B lớn của con ấy, con ghi chữ gạch đầu dòng tiên đó là ghi chữ color hai chấm tô màu. Color cũng có nghĩa là màu sắc và cũng có nghĩa là tô màu. Một nghĩa là danh từ và một nghĩa là động từ. Đồ màu xong thì xong chưa? Xong rồi đúng không nhỉ? Vậy cô sẽ dịch đoạn này nhá, đó là đọc và trả lời câu hỏi, những câu hỏi ở phần B, tô màu những cái tranh, những cái viền tranh với cái chữ tôi,
dưới chữ tôi. Ví dụ đây là for example này, chúng ta có từ me và dưới cái từ me này thì họ đã tô màu cho mình này, màu đen, màu vàng, màu xanh, màu da cam, màu xanh da trời này. Đấy. Thế bây giờ bây giờ cô sẽ hỏi là how many colors are there in me? How many colors are there in me? Cô đang hỏi cái gì nhỉ? How many colors? Trong bảng của tôi vậy? Có mấy màu trong bảng của tôi? Thế mình sẽ trả lời như nào? Có five colors in me. What are they? What are they? This black, yellow, green, brown and blue. Okay, very good. Chúng ta có cái từ, chúng ta có câu hỏi đó là how many. How many colors, đúng không nhỉ? Tư hát gì ấy? In me. Yeah. Why? How many colors are there in me? Okay. Okay, chúng ta sẽ đã có biết là có 5 màu đúng không? Vậy thì chúng ta cũng sẽ có 5 màu ở my friend. My friend nghĩa là gì nhỉ? Bạn của tôi đúng không? Đúng rồi. Ok, bây giờ chưa chép vội nhá. Mình giúp cô đọc và dịch cái này nào. Dịch giúp cô đọc câu hỏi nào. Đây, câu thứ nhất, first one. The first one. What color are your ears? What color is your t-shirt? What color is your bedroom? What color is your height? What color is your favorite color? What is your favorite color? Ok, câu thứ nhất con phát âm lại giúp cô nào. What color are your ears? Eyes. Từ này đọc là gì nhỉ? Eyes đúng không nhỉ? Eyes. Đọc lại giúp cô nào. What color are your eyes? Chính xác. Thế thì eyes nghĩa là gì? Là mắt ạ. Chính xác là mắt. Thế trong mắt của chúng ta thì có những màu nào? Màu đen ạ. Màu đen. Đúng rồi. Thế nên là khi mà họ nói là trong mắt của bạn có màu gì thì mình trả lời là màu đen. Vậy thì bạn của mình màu gì nhỉ? Theo con, bạn của con thì màu gì? Con có màu đen đó. Bạn con màu đen đúng không? Ok. Tiếp theo. Câu này nào. What color is your t-shirt? Dịch là gì? Màu của cái áo. T-shirt là áo phông. Ok. T-shirt là áo phông. Thế what color is your t-shirt? Áo của con. Em của con thì màu green ạ. Màu green, ok. Ok. Nào, tiếp theo nào. What color is your bedroom? My bedroom is blue and green. Ok. Thế cô sẽ hỏi câu khác là what color is your is your mom's bedroom? My bedroom mom's is Audin. Màu gì nhỉ? Màu cam ạ. Orange, okay, orange.
Ok. Ok, thế cái từ mà lúc mà con trả lời ấy, thì con trả lời là trước khi mà con trả lời cái từ orange là con nhắc đến là con nói là my bedroom's mom đúng không? Con nói là gì nhỉ? Con có thể trả lời là her room, her bedroom is Okay, orange. Okay. What color is your hair? Okay. What is your favorite color? Còn màu nào nữa không? Black. Okay. What? And green. Okay. Okay. Cô sẽ có một trò chơi như này. Cô sẽ nói về cô sẽ nói câu tiếng Anh, cô sẽ nói trong cô sẽ nói câu tiếng Việt và sau đó thì con giúp cô dịch ra tiếng Anh nha. Okay. Cô sẽ nói là ba con chó của tôi thì màu vàng. Ba con chó của tôi màu vàng. My dream Ba con chó của tôi màu vàng. Con nói lại cho cô chưa nghe rõ. is yellow. Ok, thì cô nói là ba con chó màu vàng thì con sẽ nói như nào? My Ở màu xám. Dạ màu vàng là yellow, màu xám là gray. Ok. Nhưng cô bảo là ba con chó không phải của mình nha. Ba con chó màu vàng. dog is yellow. Nhưng mà ba con chó mà nào, ba con chó cơ mà Dogs. nào, ba con chó là three. Dogs, Yes. three Yeah. dogs, R hay là is? yellow. Tại sao? Tại vì y là giờ ít, a là số nhiều á. Ok, chính xác rồi. Ok, nào, mình giúp cô ghi hết cái phần này vào nào. Ghi hết câu hỏi vào đã. Thôi, cô đến cho một phần. Yes. Yeah. Nó cô ghi vào. Mình đâu rồi? Sao không của em? Của mình. Của chính á? Hello, welcome back. Thì con đi đâu đấy? Đi uống nước ạ. À, con đi uống nước à? Thế con đi uống nước. Con đi uống nước thì tại sao con nếu mà tại sao con quên hỏi cô đi uống nước à? Hả? Cái gì cơ? Thế à? Ôi cô xin lỗi cô không nghe thấy. Thế mình hỏi hỏi ai đó đi uống nước thì con hỏi như nào nào?
May I go out? May I go out, đúng không nhỉ? Đúng rồi. May I go out, đúng không nhỉ? Thế chúng ta thì uống nước là gì nhỉ? Drink water. Ừ, đúng rồi, drink water. Drink water. Drink water, đúng không? Thì hỏi là tôi có thể, em có thể đi uống nước được không? Thì mình sẽ hỏi là can I drink water? À, con phát âm lại cho cô nào. Can I drink water? Con đọc đi, cô chưa nghe rõ. May I drink water? Chính xác, ok. Nếu mà hôm sau con khát nước ý, thì con không cần nói là may I go out. Con sẽ nói với cô là can I drink water? Ok. Ok, giúp cô ghi lại cái phần này đi đã. Ok, yeah. Con ghi hết cái dòng này cho cô đi đã. What color is your teeth? What color are your eyes? T-shirt. What color is your bedroom? It's your bedroom. Con xong chưa? Okay, have you finished? What color is your hair? Xong rồi. Ok, con đã xong rồi đúng không nhỉ? Yeah, ok. Vậy chúng ta như này nhá. Chúng ta đã xong phần này rồi. Chúng ta xuống phần dưới. Cái phần này đó là về nhà con sẽ tập để mà phát âm lại này và trả lời, tập trả lời cho cô. Bây giờ cô sẽ hỏi một câu, ví dụ như cô sẽ hỏi là what color is your pencil? Con sẽ trả lời như nào? My pencil, what color is your pencil? My
My pencil is red. Is red đúng không? My pencil is red. Hoặc là con có thể trả lời là it is red. Đúng nhỉ? Có hai cách trả lời nha. Con sẽ ghi giúp cô dưới cái phần này. Dưới cái phần những cái câu hỏi này, con sẽ ghi cho cô hai mẫu câu như sau. Con sẽ trả lời là my pencil is red, hoặc là it is red, đều được. Yeah. Có hai cách trả lời. Xong rồi ạ. Con xong rồi đúng không nhỉ? Cô sẽ xóa nhé. Vâng ạ. Ok, chúng ta đến phần tiếp theo. Alright. Cô mạng yếu hôm qua, nên cô chưa xem được. Nhà cô hôm qua mưa lên mạng yếu quá, không xem được. Con cũng chưa xem luôn. Thế dạo này con có phải thi trên trường không? Trên trường thì con đã có gì thi đừng nghỉ. Đừng con nghỉ đúng không? Con nghỉ đến 22 nữa. Thế á? Ui, lại nghỉ nhiều thế. Đúng rồi, vẫn có bài tập nhưng mà con không phải đến trường. Yeah, ok. Ok. Yes. Chúng ta sẽ có như này nha. Bây giờ nhiệm vụ của con nhìn vào cái màn hình này, cô sẽ không yêu cầu con chép lại. Tuy nhiên thì con sẽ giúp cô đọc đề bài này và phát âm cũng như là dịch. Sau đó thì chúng ta có thể miêu tả một chút về cái bức tranh ở dưới đây. Ok. Ok. Yeah. Ok, bây giờ con giúp cô đọc đề bài nào. Đọc C lớn nào. Look at the pictures. Rise up. Cái này nghĩa là gì nhỉ? Circle. Ừ, đúng rồi. The. Từ này có nhớ phát âm không? Không biết ạ. Correct word. Circle. Circle the correct word. Thế thì bài này thì cái yêu cầu của nó dịch ra là gì nhỉ? Nhìn vào bức tranh, khoanh vào từ. Nhìn vào bức tranh và khoanh vào từ đúng không? Ok, đợi cô mấy giây nha. Ok, cô come back đây. Ok, sorry, cô vừa come back một tí. Nào, Vi nhỉ, nhìn vào bức tranh và khoanh vào đáp án. Khoanh vào từ đúng không? Yeah, ok, khoanh vào từ đúng. Thế thì tiếp theo nào, đọc cho cô từ số 1 đến số 4 tiếng Anh đã nào. 1, 2, 3. Cô bảo là đọc từ số 1 và 4. Ví dụ như là 1 là this is a port. Đấy. Yeah. Bây giờ phát âm lại cho cô cái dòng thứ 1 đến dòng thứ 4 nào. This is a coat. Tiếp theo. Số 2.
She eat a cat. Okay. Okay. Tiếp theo. A cat. Hmm? Thứ ba là she eat a kite. Video. Okay. Okay, chính xác rồi. This is là a woman. Woman, okay. Thế con có biết hết nghĩa của những cái từ này không? Ơi. Con biết hết à? Thế cái từ mat ở dòng số 2 đọc là đọc dịch ra là gì nào? Dòng thứ hai á cô. Ừ. Thứ hai là gì ạ? Đây là một con mèo. Thế ừ, đây là một con mèo. Thế cái từ mat ấy, cái từ mat ấy thì dịch ra là gì con có nhớ không? Cái thảm ạ. Ờ đúng rồi, là cái thảm, là cái đệm, đúng không nhỉ? Ok, chúng ta đã biết rồi. Alright. Và bây giờ thì họ cũng đã khoanh cho con rồi. Cô sẽ bỏ ra bài này, cô sẽ cho con học phần read và writing luôn. Okay. Put. Okay. Okay. Phần này okay, phần này có phần listen and color. Okay. Listen and color. Yeah. Nhưng mà cô muốn dạy phần read và phần write. Hôm nay có một cái từ bảng màu mà vừa nãy cô nhắc ấy là Nhật Minh ghi giúp cô chưa? Cô không ghi. Con chưa ghi đúng không? Ok, bây giờ nhìn con nhìn lại vào đây và con đánh dấu, con ghi lại cho cô cái từ đấy nhé. Từ này. Đây. Đây. Yeah, palette. 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 Đây, từ này. Xong rồi đúng không? Ok, chúng ta xong rồi thì xong rồi thì cô sẽ cho xong học phần read và phần này. Bây giờ con nhìn thấy đó là test 3 chưa? Rồi ạ. Okay. Yeah, reading and write. Ở trên lớp thì đã học cái phần này nhiều chưa nào? Cái phần read thì con đã học chưa? Con học nhiều lắm. Cô sẽ bây giờ nhá, cô sẽ hỏi con những cái gì mà từ mới con chưa học thì cô sẽ dạy, mà những cái gì mà con học rồi thì thôi nhá. Ok, very good. Nào, phần đầu tiên, trước tiên con hẳn ghi cho cô đó là that sorry, read gạch ngang writing, reading gạch ngang writing. Ghi cho cô bằng mực đỏ nha. Yes. Vì hôm trước chúng ta nói một speaking rồi nên hôm nay cô sẽ cho một ít reading và writing. Nếu trên đường đi đăng ký offline Python được chọn sách hay không? Đừng đừng nghĩ. Con xong rồi ạ. Yeah, con xong rồi đúng không nhỉ? Chúng ta đến phần này luôn nha. Trước khi đến với phần reading và writing thì cô muốn con ôn lại một chút cái vừa nãy cô dạy, ví dụ như là phần về color ấy, thì cô sẽ nói là cô sẽ hỏi con là có cái phần hôm trước cô dạy con là về speaking thì cô có hỏi con là tell me about your family không?
Con mở lại bài không? Có đúng không? Ờ, thế bây giờ cô sẽ nói thử tiếng Việt và con giúp cô thử dịch ra tiếng Anh được không? Dạ. Ok, very good. Ok, đánh dấu sao cho cô nào. Dấu sao? Yeah, dấu sao. Trong giờ học của cô chỉ có sao thôi. Yeah, many stars. Many stars in my lesson. Ok, very good. Bây giờ cô sẽ nói tiếng Việt và con dịch tiếng Anh nhá. Gia đình của tôi có 4 người. My family has 4 people. Yeah. Ngôi nhà của tôi có 5 phòng. My house has 5 rooms. Yeah. Một phòng bếp. Có một nhà bếp. Một nhà bếp à? Is it has a kitchen. Yeah, okay. Nó có màu đỏ và nó có màu cam và màu vàng. It is cam. It is orange and yellow. Yeah, very good. Tiếp theo, phòng khách. Phòng khách thì màu xám. Khách thì màu xám. My living room is gray. Yeah. Cái tivi thì màu đen. Hả? Cái tivi thì màu đen. My television is black. Chính xác. Okay, very good. Có một cái cây ở phòng khách. Yeah. There's a tree in the living room. Ừ. Con sẽ nói, cô hiểu được là con nói là có một cái cây ở phòng khách. Thế nhưng mà có một cái cây con không được nói là it is, mà con phải nói là there is a tree in my living room. Nào, mình giúp cô nhắc lại một chút nào. There is a tree in the living room. In my living room, chính xác. Tiếp nha. Phòng ngủ của tôi màu xanh dương và màu xanh lá cây. Xanh dương và xanh lá cây. My bedroom is blue and green. Yeah, okay. Có một cái sân. Có một cái sân. Yeah. Sân là gì? À, sân là sao ra? Yard. Yeah, okay, yard. Đúng rồi. There is a yard in my house. Không đánh sân. Yeah, con nhắc lại cô giúp đấy nào. Con nhắc lại giúp cô câu đấy nào. There is a yard in my room. Sorry, in my house. There is a yard in my house. In my house. Yeah, okay, very good. Okay. Okay, chúng ta đến phần này luôn nha. Reading and writing này. Now, bây giờ con nhìn. Yeah, con ghi xong giúp cô chữ reading and writing chưa? Okay. Nào, bài này là phần đầu tiên là phần reading à. Quan trọng nhất của cái phần reading là con phải làm gì? Con biết đầu gì? Ok, là chúng ta phải biết từ mới đúng không nhỉ? Từ mới. Yeah. Thế trong đây thì có những từ nào là từ mới với mình nào? Không có từ nào. Yeah, very good. Thế từ này con đọc là gì nào? Crocodile. Chính xác. Crocodile là con gì mà hay khóc khóc nhè với con? Crocodile là con cá sấu. Ừ. Thế con có biết cái câu là khóc nhè như con gì không? Khóc nhè như con cá sấu. Dạ. Cá sấu gì?
Đúng rồi, bởi vì là có những bạn ấy, có những bạn bạn đấy kiểu như khóc ấy, khóc nhè ấy, thì mọi người sẽ nói là khóc nhè như con cá sấu. Con nghe câu đấy chưa? Khóc Con nghe. nhè. Oh, À, nước mắt cá sấu đúng không? yeah, Yeah, okay. con cười ra không? Crocodile. Thế 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 con này là con gì nhỉ? Voi ạ. Ở thì con À. voi trong tiếng Anh là gì? Elephant. Oh, chính xác rồi. Can you spell it for me? Elephant. Okay. Panth. Okay, elephant. Đúng rồi, chính xác, elephant là con voi. Ok, ghế sofa và con gì đây? Con ếch là đúng đúng không? Ok, thế đây là cái gì? Thế đây là có phải là ghế sofa không? Table. Ồ, là table. Thế sofa là gì? Đâu mà là cái sofa. À, chính xác. Rồi, ok. Con nào con cá sấu lúc lúc một con nào con cá sấu là Elevator. Còn có một loại cá sấu nữa thì nó là crocodile. Là ở vùng Nam, cô không nhớ nhầm thì nó ở vùng Nam Mỹ nha. em con nào của quê bảo là Ờ. alligator là cá sấu nước Mỹ, còn Ừ. crocodile là cá sấu Việt Nam. À, ừ đúng rồi. Nhưng mà crocodile thì có phải là cái loại bé hơn không? Nhiên là bé hơn của nước Mỹ thôi. Ừ, đúng Bé. sai. Thế thế con nghĩ là cá sấu nước Mỹ nó to hơn nước mình à? Vâng, Thế tóc đôi luôn. Cả thế thế con đã nhìn cá sấu ngoài đời chưa? Đi đi chơi vườn má. Bách Thú chưa? Có lần con đi vào bạch thú. Ừ. Thế xong rồi nhìn thấy cá sấu. Con chỉ nhìn thấy con cá sấu Việt Nam nước mình thôi. Ok, nhìn thấy con cá sấu Việt Nam nước mình à? Ừ. Thế thế nhưng mà con nhìn thì con có sợ không? Thế á? Cô nhìn là cô sợ luôn đấy. Con nhìn chỉ run thôi. Ừ, thế là sợ rồi. Cô cũng run đấy. Nhưng mà thật ra thì cá sấu các bạn ấy nếu mà mình không động thì cũng không sao, bởi vì các bạn ấy chủ yếu là các bạn ấy ngủ và ăn thôi mà. Đúng không? Dạ. Loại thịt cơ. Con cá sấu nó rất dài, dài kiểu như là qua ngang tay của cô luôn. Đúng rồi, gấp đôi của con. Yeah. Sấu Yeah. Cái gì cơ? là con đi vào mấy chỗ con báo nó chỉ Ừ. cuội. Đúng rồi, có cả con báo đúng không? Thế câu hỏi là what color is in elephant? Eleven gray. Đúng rồi, nó màu xám đúng nhỉ? Một Có vài một vài con cá sấu thì nó có thể là màu đen, có thể là black, một vài con thì nó có thể là gray. Cái con cá sấu nào mà nó không chủ yếu cô thấy là nó là màu gray đấy nhỉ? xem có lần con xem trên tivi có người ra bắt cá sấu cơ. Đúng rồi. Đúng rồi, người ta còn lột da là lột da của cá sấu để đi bán, nó rất được nhiều tiền. Ông người ta mang về người ta bẫy xong người ta mang về người ta nuôi Ui, thế á? à, Ai kể với ông con thế? đại bàng với cả cú đại bàng cơ. Ồ, nhưng ai kể cho mà Nhật Minh biết? Ai kể cho con? Dạ, con học trên Thế tivi. á? Ừ, được. Ok, Người very good. ta không ăn thịt mà người ta Ừ. mang về nuôi. Thế á? Ôi rồi. Thế thì nuôi phải lâu tốn tiền lắm. Thế nuôi nuôi cá sấu với cả nuôi Nhật Minh thì cá nào tốn tiền hơn? Nuôi cá sấu. Nuôi cá sấu Nuôi con nó tiền hơn. à? À rồi, ok, nuôi con tốn tiền hơn đúng không? Ok. Không phải hợp đồng, nó chỉ biết ăn với ngủ thôi. À đúng rồi, con Nhật Minh là biết giúp đỡ bố mẹ đúng không?
người ta đi bắt cả sấu xong người ta còn đi bắt cả rắn cơ. Ừ. À con rắn là gì nhỉ? Snake. Dạ yeah, đúng rồi, chính xác, snake. Ok, chúng ta đến với phần tiếp theo. Người ta bắt nhiều lắm. Ừ, đúng rồi, người ta bắt nhiều chứ. Ta có kinh nghiệm mà. À. Thế chứng tỏ là Nhật Minh xem nhiều cái chương trình về động vật nhỉ? Wow. Ừ. Ok, tiếp theo nhá, con nhìn vào đây cho cô nào. Đến phần này nào. Phần này, ok, phần này điện thoại. Nào, điện thoại thì con biết. Ừ, yeah. Thế cái này phát âm là gì nào? Ở chỗ là banana. 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 Yeah. Ừ. Thế cái từ này phát âm như nào nào? Pineapple. Ừ, pineapple, đúng rồi. Pineapple là quả gì con? Quả dưa. Chính xác, ok. Nào, phát âm cho cô hai nốt hai cái này nào. A ruler ạ. Ruler, ok. Thằng này. Jacket. Ừ, jacket. Có lần con xem người ta bảo là còn giáo sư chuối. À, ok, giáo sư chuối. Ngày xưa cô có xem một chương trình mà nhắc đến giáo sư nhắc đến rất nhiều những bạn nhỏ hay những bạn nhỏ mà các bạn nói về những câu hỏi hay đấy là cái chương trình mà mời bạn câu hỏi vì sao ấy. Nhưng mà bây giờ bọn con chắc là không được xem cái chương trình đấy. À, con có xem. Thế á? Con biết chương trình đấy á? Ai kể cho con? Em con. À, em con kể cho con à? Nó xem suốt chứ con có biết đâu. Alright, tin nhờ. Rồi. Vậy là ok. Chúng ta sẽ đến cái phần này nha. Phần này thì cô sẽ phần này con nghe cho cô. Phần này con ghi cho cô đó là bông. Yeah, con ghi cho cô là bút đỏ. Look and read. Write yes or no. Look and read. Write yes or no. Đúng rồi. Mau ngủ là yeah. Qua trong sách của con rồi. Ồ, toàn trong sách của con rồi à? Và... nếu mà sách của con có hết rồi á, từ lần sau mà cô dạy đến phần nào mà sách của con có hết mà con thuộc hết và con hiểu hết rồi thì con bảo với cô sẽ dạy con cái mới nhá. À... nhớ chưa? Ừ. Ok. Vậy bây giờ thì sách con có nhiều đúng không? Sách con có từng level mà. Ờ, ok, thế là tốt. Look and read, write yes or no. Học lại cũng được. Học lại cũng được. Con làm đầy sách. Sách con làm hết rồi. Con làm sách tờ rồi. Con đang chuẩn bị thi một kỳ thi để lên cấp mới ạ. Ừ. Nào, thế nói cho cô cấp mới là cấp gì? Cấp mới. Mover ạ. À, ok, cấp mover đúng không? Yeah. Con có 5 cấp thì con mới thể. Nếu con học xong tận 5 cấp con sẽ được một kỳ thi khác để lên cấp cao hơn nữa. Vậy là mình sẽ phải cố gắng càng lên cấp cao càng tốt. Trong cấp starter thì chủ yếu là cô thấy nó không khó lắm với con. Nếu mà có thể thì trong những cái buổi học mà con có bài tập khó thì con cứ hỏi cô. Được không nhỉ? Đó. Với cả là ví dụ như những cái câu mà con biết rồi thì con có thể bảo cô, ví dụ cô ơi, cái câu là cái question, cái câu thứ nhất đây này, the dog is playing with bone, là con biết dịch rồi thì cô sẽ không bắt con dịch lại mà cô chỉ nhờ con đọc thôi, được không? Trong học sách tập của con thì có ba kỹ năng. Ừ, kỹ năng gì con? À nhầm, 3 bài. Tương ứng với như này. Đầu tiên là phần nghe. Phần cuối cùng là phần phỏng vấn. À, ok. Phần phỏng vấn interview đấy, nó cũng chính là cái phần speaking của con. Ok, bây giờ đầu tiên nhé, Nhật Minh giúp cô đọc những cái câu tiếng Anh này nào.
1, 2, 3, 4, 5. Đọc 5 câu tiếng Anh này cho cô nào. Câu đầu tiên nào. The dog is playing with ball. The baby is drinking some milk. There are four apples on the floor. The boy is picking up a hat. The man has got a black bat. Bat. Yep. Bây giờ con đầu tiên nào? Câu đầu tiên mình dịch là gì? Câu đầu tiên mình dịch là con chó đang chơi với quả bóng. Ừ, chính xác. Câu thứ hai nào? Câu thứ hai thì em bé đang uống chút sữa. Ừ, rồi, ok. Câu thứ ba nào? Câu thứ ba là có bốn quả táo ở trên sàn. Chính xác. Câu thứ tư nào? Có một cậu bé đang đội một cái nón khi nón màu hồng. À, nón màu hồng à? Ủa, cô thấy là nón đấy là nón màu trắng, còn cái bạn nữ đội nón màu hồng, phải không? À, là viên màu hồng mà cô. À, ừ dạ, ừ đúng rồi, viên màu hồng, chính xác rồi đấy. Nào, câu số 5 nào. Câu số 5 thì có một người đàn ông đang cần một cái túi sách, một cái ba lô màu đen. Ừ, đúng rồi, ba lô màu đen. Ok. Phần tiết trình của con là cô sẽ hỏi đến con xong xong cô hỏi con thích gì, là con thích món ăn nào nhất, con thích động vật nào, xong mới đến đến cô hỏi, xong cô bảo là way gì đấy, xong rồi có một trang để có từ, xong bọn con chỉ cần cô đọc từ nào bọn con để tay lên từ đấy, xong chỉ vào bức tranh. Ví dụ như cô hiểu nhá, ví dụ như bây giờ cô có cái câu cái bức tranh như này và cô sẽ hỏi phỏng vấn con là cô sẽ hỏi con là can you describe a picture, đúng không? Xong đó thì con sẽ nói những cái sự việc có trong cái bức tranh này, đúng không? Ví dụ như là đến gần cuối thì cô sẽ hỏi con một câu, con thích gì, con thích món ăn nào nhất, xong đến là con thích động vật nào nhất. Hôm trước cô có hỏi con là what do you like eating không? Chưa đúng không? Cô chưa hỏi câu đấy đúng không? Thì cái câu mà các cô hay hỏi con ấy là cái câu mà what do you like eating? Con biết câu đấy không? Con là what do you like food ạ? Ok. What food do you like? Đúng không nhỉ? Ok, uống xong đi. Ok, con uống nước thoải mái chưa? Rồi, ok. Cái bài này nhá, tiếp theo cô sẽ cho cái bài mà bài này thì khi mà con nhìn vào đề bài thì con có thấy khó khăn gì không? Không ạ. Không à? Ồ, tốt. Tiếp theo là chúng ta, các bạn đưa cho họ đưa cho con hai cái từ và hai cái biểu tượng này đúng không? Thế bây giờ con nhìn vào đây và sắp xếp cái từ này này. Và người ta cũng đã sắp xếp cho con rồi đúng không? Vậy từ này phát âm là gì? Từ đầu tiên con phát âm là gì? Face. Ok. Face. Trên mặt của chúng ta thì trên mặt của chúng ta là face đầu tiên này. Mắt. Mắt thì phát âm là gì? Eyes. Ừ, thế tai. Tai là ear. Ừ, mũi. Mũi là nose. Môi, mồm. Mũi là mouth. Mouth. Phát âm lại cho cô cái từ đấy. Mouth. Mouth. Phát âm lại cho cô từ đấy, không có S nha. Yes. Thế con môi nào?
Môn là mang lip. Mang lip. Dạ, con biết cái từ lip không? Chua hả? Chua hả? Ok, không sao, cô sẽ hỏi cái từ đấy, cô sẽ viết cho con như này. Nào, lip, đây chính là môi. Dạ, yeah, môi. Học kiểu là đi thi, đi thi bọn con là đi thi, thì bọn con đi lên tận Hà Nội chưa? Mất nhiều tiền. Ừ, thế con đi thi Hà Nội thì con thi những cái gì? Con thi mua giấy tờ rồi. Con thi từ sáng đến chiều. Con thi từ sáng đến chiều. Đi sáng, sáng một bài, xong chiều nghỉ, xong chiều một bài tiếp. Ừ. Con thi lâu chưa? Con chưa thi ở con mới đăng ký, con đăng ký rồi nhưng con chưa thi, con mới 28 tháng 3 con mới đi thi. Thế thế có cái gì con khó con hỏi cô không? Không ạ. Chưa hả? Ừ, ok, chưa có cái gì hỏi cô thì cô sẽ hỏi thì con sẽ tự ôn, nếu mà có cái gì khó thì con sẽ hỏi cô dần dần nha. Vâng ạ. Yeah. Nào, thế còn tóc là gì? Tóc là hai. Yeah, hai. Oh, see, it's not right. Yeah, tóc là hai. Ok, tiếp theo. Chúng ta ở đây có từ mới không nhỉ? Để cô chuyển sang phần writing đã. Writing cô sẽ cho xem phần này. Bạn được. Phần này đã hết rồi đấy. Bài này chúng ta hôm nay đã hết rồi. Ok. Thế thì hôm nay chúng ta đã học xong cái phần đó là bài miêu tả một chút. Hôm sau cô muốn là chúng ta sẽ nói nhiều hơn về speaking nhé. Ừ, thế con ghi cho cô bài tập về nhà như này. Dạ. Hôm sau cô sẽ dạy sâu hơn về speaking. Bài tập về nhà. Dạ, yeah, bài tập về nhà là homework. Homework. Yes, homework. Nào, bài tập về nhà của chúng ta đầu tiên đó là miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Anh. Yeah. Miêu tả đồ vật có những màu sắc gì đấy. Miêu tả đồ vật có những màu sắc gì? Miêu tả đồ vật có màu sắc. Xong rồi ạ. Xong chưa? Dạ. Yeah. Very good. Vậy chúng ta bài tập về nhà chúng ta chỉ có thế thôi. Về dạ yeah. Con hỏi đi. Về lúc con xem Google con vừa mới nhớ là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Đấy là cái gì? Orochimaru. Orochimaru là ai? Là người rắn. Là người rắn á? Bạn đấy có phép thuật không? Người rắn là ba tam nhân huyền thoại trong lá. Thế á? Tam nhân huyền thoại thứ nhất là Jiraiya, tam nhân huyền thoại thứ hai là Orochimaru, còn tam nhân thứ ba là Tsunade. Thế hôm qua con chưa xem được tập nào à? Thế chiều nay có học môn gì không? Con chỉ làm bài tập chị giao thôi. Thế à? Bài tập của chị con giao. Yeah. Thế cái môn ví dụ như trong buổi hôm nay mà con vẫn nhớ là đội đấy là Naruto đã đánh bại rồi. Naruto đã đánh bại rồi. Cô đang chờ mạng là cô xem nào. Nếu mà mạng nhà cô mạnh thì cô sẽ xem cái phim Naruto của con. Bởi vì hôm trước là có cái anh giờ anh đấy chơi game anh biết Naruto, anh ấy kể cô. Nhưng mà thật ra thì cô nghĩ là Naruto thế sao? Còn một đội nữa là đội mà Boruto đánh bại
và thằng dẫn đầu như là đội khó của đội đấy chính là Akatsuki. Ừ, nhiều tên tiếng Anh nhỉ? Hôm trước là mình học về tên tiếng Anh đúng không? Mà có con biết rõ bốn nhân vật trong Akatsuki mà con nhớ chính xác là có một người anh trai của Sasuke. Thế á? Ừ, ok. Người anh trai của Sasuke. Itachi đã giết gần nửa tộc Uchiha. Mà giết gần nửa tộc mà mới có tí tuổi đầu mà có khả năng đánh bại một người lớp lớn hơn cả mình. Nhưng mà từ nhưng mà con xem nhiều như thế nhưng mà con đã cái gì nhỉ? Con xem nhiều thế con cố gắng con thử kể cái câu chuyện đấy bằng tiếng Anh vào hôm sau cho cô được không? Nếu con xem nhiều thì con đã biết hết tất cả các nhân vật. Nếu Itachi không. Con không cần nhớ hết tên nhân vật nhưng mà con kể tên chuyện đấy nó về cái gì này như thế nào đấy thì con hỏi cô và con kể cho cô nghe sau đó cô sửa cho con được không? Hôm sau thử kể cho cô câu chuyện tiếng Anh nhá, kể ngắn thôi được không, để cô hiểu cái câu chuyện đấy nó về cái gì bằng tiếng Anh được không? Ơi về anh của Sasuke. Không, hôm sau cô nói, hôm sau cô nghe kể tiếng Anh cơ, được không? Dạ, ok, chúng ta hôm nay có bài như này. Vậy thì hôm nay có một từ mới duy nhất đó là từ mới gì nhỉ? Bảng màu ạ. Bảng màu, chúng ta đọc là gì nào? Palette. Yeah, palette. Yeah, chính xác, palette. Vậy chúng ta có mỗi cái từ đấy là từ mới thôi. Còn đâu bài tập về nhà cô đã ra rồi nhá. Hôm sau chúng ta... Con đã thuộc hết đơn luôn, không tập vào không. Thế thì cố gắng xem đọc tiếp theo và review cũng như là nói cho cô bằng tiếng Anh được không nhỉ? Itachi là người truy nã cấp S trong Naruto. Naruto là đã không được. Con biết tại sao mà Naruto được lại là có chức là Hokage? Tại sao? Không vượt qua kỳ thi Junin mà vẫn được làm Hokage tại vì cha của Naruto là Hokage đệ tứ nên là Kakashi là Hokage đệ lục là học trò thân yêu của mình là Naruto nên truyền lại cho Naruto xong rồi Naruto truyền lại thế hệ sau. Dạ. Câu chuyện khá hay, câu chuyện khá là hay. Ok, cô hôm sau cô sẽ nghe nhá. Thế con đã nấu cơm chưa? Bố con đang nấu ạ. À thế à, ok, thế con xem lại bài đi, dù có gì không hiểu thì hôm sau cô sẽ hỏi tiếp cô nha. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, hôm sau chúng ta sẽ học sâu hơn về phần speaking và về một unit mới đó là unit 5, ok? Ok, về nhà nha, nhớ tìm cho cô những vận dụng ví dụ như là cửa sổ nhà con, mà những cái từ mới mà con không biết, cửa sổ này, tủ lạnh, fridge này, hay là cái gì nhỉ? Áo da, jacket hay là quần gì đấy của con mà màu gì ấy, con miêu tả giúp cô nhá. Your favorite color, màu yêu thích của con nhá. Ok. Yeah, ok, thank you. See you next time. Now, see you next time cô nào. See you next time. Yeah, ok, bye bye. Bye.